Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt cùng với ngành liên quan vừa đến kiểm tra địa điểm tổ chức lễ trao nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, di tích kiến trúc nghệ thuật Thất Phủ Võ Miếu. Thất Phủ Võ Miếu, dân gian thường gọi là chùa Ông, tọa lạc tại khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, xây dựng từ năm 1886, trải qua nhiều lần trùng tu xây dựng, đến nay vẫn giữ nguyên những kiến trúc nghệ thuật cổ xưa. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt chỉ đạo ngành chức năng cùng địa phương chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực di tích gắn với trưng bày trang trí bên trong Thất Phủ Võ Miếu, tuyên truyền cổ động trực quan gắn với nhiều hình ảnh sinh động nổi bật, nhất là về các di tích kiến trúc nghệ thuật của quận, tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, có kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 để buổi lễ được diễn ra thành công.